đội ngũ xuất phát từ dự án Dear Đình Đám ra mắt trong bối cảnh các Layer One gặp bất ổn, cùng sử dụng một ngôn ngữ lập trình Mu, gọi được vốn khổng từ các quỹ đầu tư hàng đầu và sở hữu Market Maker là Wintermute, là những gì cả Sui và Atop đều có. Nhưng dự án nào trong đây sẽ dẫn đầu Layer One thế hệ mới và giúp cho anh em edit tài khoản trong thời gian tới? Thì hãy cùng Johnny khám phá trong video sau đây nhé. GFI. Hai dự án có khá là nhiều điểm tương đồng, nên là mình chỉ tập trung phân tích những yếu tố nào quan trọng thể hiện được điểm mạnh, điểm yếu và khác biệt giữa hai dự án để anh em có cái nhìn khách quan hơn. Nhắc lại một chút về quá trình hình thành, thì cả hai dự án Atop và Sui đều được phát triển từ nhánh của Ethereum Blockchain. Đây là một dự án blockchain của Facebook hay là Meta ngày nay. Sau khi đồng sáng lập của Ethereum là David Market rời khỏi Facebook, thì dự án này sau đó đã bị hủy bỏ. Đội ngũ làm việc cho dự án Ethereum sau đó đã dần tách ra và phát triển các dự án khác, trong đó hai dự án Atop và Sui là hai dự án được chú ý nhất. Đây cũng là hai dự án sử dụng ngôn ngữ lập trình là Move. Ngôn ngữ lập trình này trước đây đã được nghiên cứu và phục vụ cho chính dự án Ethereum. Trong đó thì Sui được thành lập bởi Maston Lab. Đây là cái nhóm Novi Qualit làm ví điện tử cho blockchain Ethereum. Anh em hay gọi dự án này là Sui đúng không ạ? Nhưng mà cách đọc đúng là Sui, được lấy cảm hứng từ tiếng Nhật, có nghĩa là nước, với kỳ vọng là dự án sẽ như là nước và bao phủ khắp thế giới. Tuy nhiên thì có khá nhiều anh em quen đọc Sui rồi, cho nên là mình đọc Sui luôn anh em nhé. Nói về cái đội ngũ thì đây là hình ảnh của hai CEO và co-founder của Atop. Cái anh mà chức tóc dài dài bên đây, đó là Emil Schatz. Trước đây thì anh cũng từng giữ vị trí là giám đốc chiến lược của gã khổng lồ trong ngành blockchain, đó là Consensus. Sau đó thì anh cũng đã có kinh nghiệm khi mà sáng lập một dự án blockchain về bất động sản, cùng nhiều kinh nghiệm làm việc ở vị trí là cố vấn quản trị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập tới Avery Chang. Đây là đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Atop. Anh này được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong việc xây dựng các hệ thống phân tán và mở rộng quy mô hàng tỷ người dùng. Từng làm việc cho cả Yahoo và Facebook ở vị trí là kỹ sư phần mềm chính. Bên cạnh đó, Atop còn sở hữu cho mình nhiều nhân sự cấp cao khác, đều là những người dày dặn kinh nghiệm về lập trình cũng như là về ngành tài chính. Ngoài ra thì Atop cũng đang tuyển dụng một số vị trí với mức lương là trên 50.000 cho tới 150.000 đô trên một năm. Thì anh em có nhẹ hứng thì cứ vào LinkedIn của Atop nhé. Ok, tương tự với đội ngũ của Sui, chúng ta sẽ có Evan Chen, đó là co-founder và CEO của Sui, xuất thân từ kỹ sư phần mềm và từng có khoảng thời gian gắn bó và phát triển hơn 10 năm tại Apple. Sau đó thì ông chia tay Apple và đến với Facebook làm việc trong dự án Ethereum. Danny Obiorton, co-founder và CBO, giám đốc phát triển sản phẩm hiện tại của Maston Lab. Ông có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà từng làm producer leader tại công ty Meta. Thậm chí ông còn có hiểu biết sâu về mảng công nghệ tài chính. Trong quá khứ thì ông đã đầu quân cho các ngân hàng tiếng tăm như là HSBC hay là JP Morgan. Như vậy thì cả hai đội ngũ của Sui và Atop đều có background rất là chất lượng, khi mà những thành viên chủ chốt đều đã từng làm qua các công ty hay là tập đoàn hàng đầu và có vị trí chuyên môn tương đương. Xét về công nghệ thì Atop tập trung giải quyết về vấn đề tốc độ và xử lý giao dịch thông qua cơ chế đồng thuận là Atop BFT. Thay vì chờ xác nhận của nhiều khối như một số blockchain khác thì BFT lại giúp giao dịch thực thi lập tức khi mà các nốt sẽ đọc và kiểm tra thông tin của nốt bên cạnh. Sau khi có được sự đồng thuận cái thông tin này là chính xác từ các nốt bên cạnh thì giao dịch sẽ ngay lập tức được thực thi. Nhưng mà công nghệ này vẫn sẽ có một số điểm yếu. Nếu số nốt của Atop bị hacker chiếm 1/3 của toàn bộ hệ thống thì các thông tin đưa sẽ bị sai lệch, và chưa kể là nó cũng khó mở rộng khi có lượng thông tin quá lớn. Atop BFT khá giống với Ethereum BFT với tốc độ lên tới 160.000 TBS. Cả nhà lưu ý đây là con số do đội ngũ đưa ra nhé. Còn cái con số mà mình check ở đây thì nó chỉ có khoảng là 60 TBS thôi. Ngoài ra thì người dùng Atop có khả năng thay đổi khóa cá nhân để giúp cho bảo mật tốt hơn. Không kém cạnh, trong một điều kiện hoàn hảo, thuật toán đồng thuận Nowartos của Sui cũng có 160.000 TBS được tạo ra. Nhưng mà đương nhiên đây chưa phải là con số thực tế. Blockchain của Sui sẽ là một blockchain linh hoạt giữa thuật toán đơn giản và thuật toán phức tạp. Những giao dịch đơn giản như là chuyển tiền, này, transfer hay là mine cái NFT, những giao dịch tiếp phức tạp sẽ sử dụng DAG thay vì blockchain để giúp đồng thuận song song và nhanh hơn. Điểm yếu của công nghệ này là không tính được số tổng cũng như là thứ tự TS một cách dễ dàng.
Như vậy ta có thể thấy là cả hai dự án đều sinh sôi nở bụng, nhưng mà được học hỏi rất nhiều từ nền công nghệ cũ để cho ra mắt cốt lõi công nghệ tiên tiến hơn. Dù mới ra mắt được 7 tháng nhưng Aptos lại sở hữu khá là nhiều DApp trên đây. Tuy nhiên hệ sinh thái của Aptos vẫn chưa tồn tại quá nhiều dự án nổi bật. Là một dự án còn non trẻ, hệ sinh thái trên Sui sở hữu ít mạnh ghép hơn so với Aptos, nhưng cũng đã đủ để anh em có thể giao dịch khá khá như là cung cấp thanh khoản, chuyển đổi coin, brick hay là mua bán NFT v.v. Nhìn chung thì hệ sinh thái Sui còn khá là mới, các mạnh ghép cơ bản vẫn chưa xuất hiện đầy đủ. Điều đó không chỉ với Sui mà còn cả với Aptos. Dẫu vậy thì có thể thấy là xu hướng phát triển của các dự án trên Sui khá giống như định hướng ban đầu của đội ngũ, đó là nhắm tới các phân khúc chủ đạo là mảng NFT và game, sau đó mới là DeFi. Nhưng mà theo mình đánh giá thì Sui và Aptos đều không khác nhiều quận 2 của Sài Gòn. Toàn bộ hệ sinh thái đều được nâng cấp, đường giao dịch thì nhanh, rẻ và bảo mật. Tuy nhiên lại chưa có nhiều người sử dụng và sinh sống ở đây. Tổng cung của Aptos là 1 tỷ token và đã tăng lên con số là 1 tỷ 038 triệu gần đây. Trong đó thì có hơn 50% tokenomics được phân phối cho đội ngũ của Aptos, với 41% dành cho Aptos Foundation và 10% cho Aptos Labs. Aptos tuyên bố là cái phần mà reward staking là vào khoảng 7% và nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng người staking. Phí gas trung bình là khoảng 0,001 Aptos và số phí này sẽ được burn. Tổng giao dịch của Aptos là khoảng 150 triệu. Như vậy thì số lượng Aptos đã bên là khoảng 150.000 Aptos, tương đương với 0,01% tổng cung. Nếu mà nói về lạm phát của Aptos thì hiện tại số lượng Aptos đã mai trên tổng cung đó là hơn 38 triệu cho 6 tháng mainnet. Vậy tính ra một năm có khoảng là 38 triệu nhân 2 thì sẽ khoảng là 78 triệu, tương đương với 7,6% trên một năm. Như vậy tỷ lệ đốt coin từ transaction không làm giảm lạm phát nhiều so với cái phần reward staking của token, trừ khi là Aptos thu hút người dùng giao dịch nhiều hơn để đốt thêm nhiều phí hơn trên chính cái hệ sinh thái này. Trong khi đó thì Sui sở hữu cho mình 10 tỷ token. Ngoài việc dùng tokenomics làm phí gas và staking, Sui còn có cơ chế là bỏ phiếu để quản trị. Thêm vào đó, Sui còn trích ra một phần quỹ lưu trữ để trả công cho những validator trong tương lai khi mà họ phải chịu chi phí lưu trữ của dữ liệu on-chain theo thời gian. Ngoài ra thì Sui cũng có cơ chế là gas pricing để giữ phí gas thấp và có thể dự đoán được. Tuy nhiên thì tỷ lệ phân bổ token của Sui khá là centralized khi mà có đến hơn 75% token được nắm giữ bởi ba tổ chức, đó là Milestone Labs, Sui Early Contributor và Sui Foundation. Điều này đã làm nổi lên khá nhiều lo ngại từ cộng đồng về sự phi tập trung cũng như là tính lạm phát khá là cao của Sui. Xét về cơ chế bên coin và động lực tăng giá của Sui, với gas free là 0,1 và lượng phát hành token mỗi năm của Sui là khoảng 7%, tương đương với 700 triệu thì mỗi ngày Sui Network phải thực hiện ít nhất là 20 triệu Sui transaction để tạo ra khoảng 2 triệu đô doanh thu từ phí, đủ để hấp thụ được lượng token trên. Trong thực tế thì điều này sẽ rất khó xảy ra. Kể từ khi thời điểm mainnet là ngày 3 tháng 5 cho đến nay thì Sui Network chỉ mới có hơn 12 triệu giao dịch trên mạng lưới và phí gas của Sui Network hiện tại còn rẻ hơn rất là nhiều. Như vậy thì động lực tăng giá của Sui là chưa đáng kể trong lúc cơ chế Storage Fund vẫn chưa thể hiện được giá trị của mình khi mà lượng validator vẫn còn khá là ít ỏi. Như vậy thì cả Sui và Aptos đều có điểm yếu đáng lo ngại khi mà team dev giữ lượng lớn tokenomics, không nói đến trường hợp dự án Ripple. Nhưng mà chúng ta vẫn lo sợ việc dự án bơm thổi giá của token vượt quá giá trị thật. Trong khi Sui đại diện cho câu nói "tôi hứa gì là tôi sẽ làm đó", thì Aptos lại đại diện cho câu "tôi không hứa nhưng chắc chắn tôi sẽ làm". Đó là câu chuyện khi mà Aptos đã airdrop khủng cho anh em chạy nốt testnet trong lúc thị trường ảm đạm. Điều này đã giúp Aptos ghi điểm trong một thời gian rất là dài và thu hút được nguồn đầu tư khủng trong đầu năm nay. Trong khi đó, Sui nói là tôi sẽ không airdrop bất cứ đồng nào thì chắc chắn là không có đồng nào được airdrop. Trong khi đây là hoạt động quan trọng giúp cho hệ sinh thái có thể mở rộng thêm tệp user, có lẽ đã khiến phần nào giá Sui sau khi ra mắt không được đẩy lên quá cao. Bên cạnh việc Sui mainnet trong giai đoạn thị trường không mấy sáng sủa, tuy nhiên thì mình cần phải cảnh báo lại cho anh em là từ khi ra mắt đến nay, cả Aptos và Sui đều xuất hiện rất là nhiều dự án scam trên chính hai hệ sinh thái này. Đặc biệt là khi rất nhiều trader tham gia giao dịch mới mong muốn là được nhân tài khoản nhanh chóng mà quên đi việc tìm hiểu giá trị cốt lõi của dự án trước khi xuống tiền. Aptos hiện đang có market cap khoảng là 1,4 tỷ đô. So sánh với một số hệ sinh thái layer 1 khác như là Ni có vốn hóa khoảng 1,1 tỷ đô, Avrax có vốn hóa khoảng 3,9 tỷ đô,
chúng ta có thể thấy là Aptos là một hệ sinh thái còn non trẻ, vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa hoàn thiện. Nhưng mà market cap của Aptos so với giá trị vốn hóa của nó đang vượt quá giá trị thật. Chưa kể là việc nếu chúng ta mua Aptos vào lúc này thì việc nhân tài khoản lên cũng sẽ không quá đáng kể. Đối thủ của Aptos là Sui, lại có phần vốn hóa khiêm tốn nhưng có phần tạm gọi là hợp lý hơn so với những gì mà dự án đang sở hữu, đó là khoảng 400 triệu đô. Nếu so về giá trị cốt lõi của dự án thì Sui có động lực tăng giá nhiều hơn so với vốn hóa của Aptos. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét một chút về phân tích kỹ thuật. Trước đây mình có phân tích kỹ thuật dài hạn về chạc của Aptos trong nhóm đầu tư coi tốt. Anh em có thể tham gia vào cái nhóm này để lâu lâu xem những cái phân tích của mình cũng như là phân tích của các anh em khác để cập nhật nhanh nhất về thị trường crypto nhé. Dựa trên sự FOMO gần đây của thị trường khi mà Bitcoin sắp chạm cản 33.000. Nếu mà trường hợp lên tới vùng 33.000 và Bitcoin bắt đầu sập sâu bởi vì nhiều tin xấu thì mình sẽ cân nhắc vẫn sẽ đợi entry một ít ở giá là 2,6 đô. Lúc này thì vốn hóa top sẽ rơi vào khoảng là 500 cho tới 600 triệu đô. Một cái vùng vốn hóa khá là đẹp để chúng ta có thể cân nhắc vào hàng. Kịch bản 2, khi mà trong vòng cuối năm nay Bitcoin không sập quá sâu khỏi vùng 25.000 đô thì tương ứng như vậy, Aptos ở vùng 4,6 cho tới 5 đô sẽ khá là ổn áp cho anh em nào yêu thích token này. Về Sui thì thật ra là Sui chưa được list sàn quá là lâu, cho nên có thể nói là Sui vẫn chưa đủ dữ liệu để chúng ta có thể phân tích dài hạn. Tuy nhiên về ngắn hạn thì Sui vẫn đang nằm trong cái phần khung giảm giá. Chúng ta có thể chờ đợi khi Sui sập về giá khoảng 0,5 đô và đợi xem là phản ứng tiếp theo vùng giá này có bị phá qua không. Nếu mà có dấu hiệu gom hàng lại dừng trong khung giá là 0,3 cho tới 0,5 đô thì anh em mới bắt đầu hành động nhé. Là hai gương mặt đại diện cho Layer 1 thế hệ mới, Aptos và Sui dễ dàng nhận được vốn đầu tư khủng. Bên cạnh việc sở hữu đội ngũ chất lượng cùng công nghệ tiên tiến, dù đâu đó cả hai dự án vẫn còn tồn tại vài điểm yếu cho công nghệ của chính mình. Điểm yếu lớn nhất của hai dự án mà mình cần nhấn mạnh với anh em đó là team dev giữ quá nhiều tokenomics. Điển hình là Sui với hơn 70% tokenomics. Hệ sinh thái dù nhiều mảnh ghép nhưng vẫn chưa thực sự nổi bật. Và quan trọng là cả hai dự án đang được định giá quá cao, đặc biệt là với hệ sinh thái của Aptos sở hữu vốn hóa gần 2 tỷ đô ở giá ETH. Về mặt dài hạn thì mình kỳ vọng là cả hai dự án và nhất là Sui sẽ phải tích cực xây dựng và thu hút thêm những builder hay là developer để xây dựng thêm những DApp, từ đó tăng được lượng token có thể được bơm và giúp cho cả hai dự án có động lực tăng giá trong tương lai. Mình thấy có rất là nhiều anh em đang có xu hướng là thích đầu tư vào những blockchain mới vì họ cho rằng là những blockchain cũ sẽ khó mà ít tài khoản hơn. Nhưng điều mà chúng ta nên quan tâm đó là giá trị cốt lõi của những dự án mới này có thực sự tiềm năng, có thực sự bứt phá để chúng ta quyết định bỏ tiền vào đầu tư không anh em nhé. Giữa hai dự án thì cá nhân mình thích Aptos hơn, nhưng mà để mua dài hạn thì mình vẫn sẽ chưa xuống tiền cho cả Aptos và Sui trong vùng giá và cả vốn hóa này. Hy vọng là ở những video tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm những hidden gem để giúp cho anh em có thể thay đổi vị thế cho mùa up gem sắp tới nhé. Đừng quên thả cho mình một like và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.